Sự tích Ngưu Lang chức nữ. Ngày xưa có một chàng trai thông minh, trung hậu, tên là Ngưu Lang. Vì cha mẹ qua đời sớm, Ngưu Lang đành phải sống cùng với anh trai và chị dâu. Chị dâu là người rất độc ác, thường hành hạ Ngưu Lang, bắt Ngưu Lang làm việc cật lực, sau đó lại đuổi Ngưu Lang ra khỏi nhà. Ngưu Lang một mình chăn bò trên núi. Một hôm, khi đang chăn bò trên đồng cỏ, Ngưu Lang trông thấy 9 tiên nữ hạ xuống bên bờ sông. Chàng ẩn nấp sau những lùm cây và quan sát. Những nàng tiên này trút bỏ xiêm y sặc sỡ của họ bỏ lại bên bờ sông và bắt đầu vui đùa trong làn nước biếc. Ngưu Lang sửng sốt trước vẻ đẹp của họ, đặc biệt là nhan sắc nàng tiên trẻ nhất. Con bò già mà chàng đã chăm sóc nhiều năm cất giọng nói với Ngưu Lang: "Cô ấy là tiên nữ trên trời. Nếu anh giấu xiêm y của cô ấy sẽ không thể nào trở về được. Cô ấy sẽ ở lại và cưới anh." Và con bò đã chỉ cho anh bộ xiêm y nào là của chức nữ. Một lúc sau, các nàng tiên chuẩn bị về trời. Chức nữ không thể tìm được xiêm y của mình để trở về thiên thượng, nên các chị gái đành buồn bã để chức nữ ở lại. Còn lại một mình, chức nữ cảm thấy vô vọng và bật khóc. Ngưu Lang cảm thấy hối hận vì đã để chức nữ phải khóc, nên chàng đã bước ra khỏi lùm cây và trả lại xiêm y cho nàng. Ngưu Lang xin lỗi nàng và ngỏ ý muốn lấy nàng làm vợ. Cũng bởi không thể trở về thiên thượng được nữa, lại thấy Ngưu Lang là người chân thành, thật thà, nên chức nữ đã đồng ý. Từ đó, hai người sống hạnh phúc bên nhau ở dưới trần gian. Chẳng bao lâu sau, họ sinh được 2 người con, cuộc sống của gia đình nhỏ bé cứ thế bình yên trôi qua. Khi phát hiện con gái út bị mất tích, Vương Mẫu rất giận dữ vì chức nữ đã vi phạm luật thiên đình, ở lại nhân gian và cưới một người thường làm chồng. Ngọc Hoàng và Vương Mẫu đã sai thiên binh thiên tướng xuống trần bắt con về trời. Con bò già thấy thế liền nói: "Số của ta cũng đến đây thôi. Sau khi ta chết đi, chàng hãy lấy da của ta để choàng vào người và con của chàng. Lúc đó cả 3 người có thể bay về trời cùng với chức nữ." Nói đến đó thì bò già cũng qua đời. Dù đau lòng nhưng chàng cũng đành lấy bộ da của nó và mai táng xác của nó ở dưới những gốc cây gần nhà. Bầu trời đột nhiên xám xịt và gió bắt đầu gào thét. Thiên binh thiên tướng xuất hiện, xông vào nhà bắt chức nữ về trời. Nhớ đến lời của chú bò già, chàng khoác tấm da bò và đặt 2 con vào 2 cái thúng rồi chạy theo chức nữ. Vương Mẫu thấy vậy đã rút châm cài đầu vạch nên một đường ngăn cách giữa 2 người. Ngay lập tức, một dòng sông lớn được tạo ra và chia cắt Ngưu Lang, chức nữ. Dòng sông ấy sau được gọi là Giải Ngân Hà. Từ đó về sau, Ngưu Lang chức nữ đã bị chia ly ở nơi đôi bờ sông. Chức nữ bên này sông, Ngưu Lang và 2 con ở bên kia sông. Vương Mẫu thấy vậy rất cảm động trước tấm lòng chung thủy của 2 vợ chồng, nên cuối cùng bà đã đồng ý cho họ gặp nhau mỗi năm một lần. Đó là vào ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm. Vào đêm này, một đàn quạ lớn sẽ bay lên trời và tạo nên một chiếc cầu bắc qua dòng sông thần, gọi là cầu Ô Thước. Chỉ duy nhất vào đêm ấy, Ngưu Lang và chức nữ mới có thể băng qua Giải Ngân Hà để đến bên nhau. Vào ngày này, trời thường mưa, người ta gọi là mưa ngâu. Nhiều người cũng xem mưa ngâu là nước mắt của Ngưu Lang và chức nữ khi gặp nhau. Về sau, người ta tin rằng nếu 2 người yêu nhau cùng ngắm sao Ngưu Lang chức nữ trong đêm mùng 7 tháng 7 sẽ mãi mãi bên nhau. Ở Việt Nam, ngày lễ thất tịch còn gọi là ngày ông ngâu, bà ngâu. Câu chuyện trên như một lời nhắn gửi tới các đôi lứa đã, đang và sẽ yêu nhau, dù trong bất cứ tình huống nào cũng phải biết yêu thương, trân trọng lẫn nhau. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Nếu thấy hay, các bạn hãy like và share video nhé. Và nhớ nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các câu chuyện tiếp theo trên kênh Nghe Kể Chuyện Hay. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau.